Hello, xin chào nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em mà một cục đẩy cao cấp đến từ thương hiệu của Crown Amcron. Và dòng này sẽ có trên môi đồ là CTS 2000. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà cũng cao cấp nha anh em. Dòng này được rất là nhiều anh em ưa chuộng, chơi nhà hàng, sự kiện, tiệc cưới và những nhu cầu chuyên nghiệp, phải nói là cực kỳ nhiều anh em à. Bởi vì dòng này trang bị chúng ta một cái cấu hình phải nói là siêu khủng anh em. Công suất của nó thể mà chơi tốt được ở mọi chợ kháng từ 2, 8, 4 và 16 ohm anh em. Chơi vẫn rất là thoải mái, chơi monofit cực kỳ hay. Và công suất tiêu chuẩn như nó, như anh em thấy ở chợ kháng 8 và 4 ohm là 1000W ở mỗi channel như anh em. Và nó là rất là kinh khủng nha mà. Ngoài ra nó sẽ trang bị chúng ta những công nghệ khác, ví dụ như là chạy nguồn xung và bản mặt Glass E như anh em. Rồi bản mặt mà giúp cho anh em mà hoạt động nó cực kỳ bền bỉ, lâu dài và rất là mát mẻ. Và đặc biệt là độ khuất đặc âm thanh những dòng sản phẩm này và nó là cực kỳ tốt nên mà được đánh giá rất là cao bởi mặt Glass E này. Và giá những cái đặt cho anh em nó là cực kỳ tốt, chỉ với 12 triệu. Nếu anh em muốn mua thì anh em phải liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại hoặc qua Zalo đã được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Đây, mời anh em cùng xem qua về thông số kỹ thuật ở mặt sau của dòng sản phẩm này. Đây, sản phẩm thì sẽ trang bị ta là hai cái quản tản nhiệt nha anh em. Hai quản tản nhiệt này nó là size nhỏ nên mà nhưng độ ồn nó phải là rất là thấp. Còn bên đây anh em sẽ thấy là sản phẩm mình sẽ có dây điện nguồn rời nha anh em. Em mua mình tặng luôn cho anh em một cọc dây điện nguồn rời nha anh em. Sản phẩm sẽ trang bị ta hệ thống là 4 cặp loa nha anh em. Ở đây em sẽ thấy là hai cái volume để điều chỉnh cho hai channel. Còn bên đây là cái nút để mà cho anh em thể mà chuyển đổi giữa cái mức tần số khác nhau nha anh em. Vì đây là một dòng sản phẩm mà nó là chuyên nghiệp nữa mà, nên nó có rất là nhiều chức năng để mà cho anh em thể mà thoải mái mà lựa chọn và chuyển đổi. Còn ở đây em sẽ thấy là một cái từng gạt nó chuyển đổi giữa hai chức năng là dual và mono cho anh em. Còn ở đây thì anh em sẽ thấy là sản phẩm mình sẽ trang bị ta hai cổng input, hai cổng nếu mà anh em mới tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Đây anh em mua mình tặng luôn cho anh em hai cái cục chuyển đổi này để cho anh em thể mà dễ dàng kết nối với các thiết bị nghe nhạc của anh em. Cái này là hàng mà mình vừa mới vào thôi mà, bởi hình thức cũng còn rất là mới và keng, tầm trên 90% nha anh em. Cái cấu hình con này của nó là bô đối trong tầm giá của em này rồi, nhưng mà ở dòng này được rất nhiều anh em săn đón. Mà mãi là thời gian trước thì mình đã bán rồi chạy đã hết hàng. Chúng ta bây giờ mình về thêm được một em với một mức giá mà nó là rẻ hơn rất là nhiều nha anh em. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này, hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em dành rất nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì mình đăng kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những video tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.